Không biết. À, hình như tôi nhớ hai người chưa trả tiền cho tôi hôm bữa đi ăn dưới lớp đúng không? Nhắc tới tiền á, lập tàn hình. Thôi, coi như không trả cũng được. Sao sao? Nói gì vậy? Hũ bằng á thì không cần phải trả, nhưng mà dưa bông á thì phải trả. Em mà sụp hả? Một chiêu mà xả hai lần. Ê, tôi có cách trả tiền rồi nè. Là sao? Là sau một khoảng thời gian dài rình rập săn tin nhưng mà không được ai đón nhận, hôm nay câu lạc bộ của chúng tôi đã ra mắt một chương trình mới, Hôn Đi Chờ Chi. Nếu hai người không phân biệt giới tính, độ tuổi, chỉ cần đồng ý hôn nhau và chụp hình share lên Facebook thì sẽ được thưởng nóng 2 triệu. Ê, 2 triệu là trả được tiền ăn bữa tao với mày đi ăn á. Dư 1 triệu. Ok, chụp đi, lấy máy đi. Chụp nha. Cái gì? Chụp đi nè, chuẩn bị vô nè, hôn đi. Tôi hy sinh đó. Hôn đi, tôi hy sinh rồi đó. Hôn đi, lẹ. Hôn đi, tôi hy sinh rồi đó. Chụp lẹ đi. Công thức nè, viết lẹ vô. C bình bằng A bình cộng B bình. Sao tao nói mày hoài mày không chịu học vậy? Không học ở đâu. Nè, tao đã nhận lời của mẹ mày nên là bắt buộc học vô cho tao. Tao nói thiệt mày nha Bông, mày mà cứ ưng hiếp tao về hoài đi, cỡ vài năm nữa nha tao cưới vợ, tao kiếm vợ nào mà giữ thì là giữ đi. Về tôi kêu nó đục vô cái mỏ của mày, đó đừng có chát xui xui nha. Sao mày không nghĩ á, là sau này tao với vợ của mày kết nghĩa anh chị em, rồi cùng nhau đập vô đầu mày không hả? Trời má thiệt luôn á, tới lúc tao lấy vợ mày vẫn muốn đánh tao hả? Miễn là mày muốn, tao sẽ về chung một nhà với mày để kèm cho mày học. Học lẹ, viết vô công thức nè. Nhanh. Viết chưa vậy? Đang viết nè. Đi với tôi á. Trời ơi, đẹp quá ta. Tinh tế ghê luôn á. Biết sắp tới sinh nhật tôi cái gì nên mua quà sinh nhật tặng trước cho tôi đúng không? Tính tạo bất ngờ hả? Tính tạo bí mật cho tôi đúng không? Nhưng mà xin lỗi, bí mật đã được bật mí rồi. Ai nói? Thì nói vậy thôi, nhưng mà nói chung là bị bật mí rồi nhưng mà vẫn vui cười nè. Đeo cho tôi đi. Giữ tư cách.
chúc mừng sinh nhật nha. Trời ơi, cộng dây chuyền này đẹp quá trời đẹp luôn á. Với người khác á, tôi không biết làm sao, nhưng mà đối với tôi á, cái cộng dây chuyền này á, là cả thế giới luôn á. Tao lấy ra sợi dây chuyền nha. Không có gì của đó đâu. Cảm ơn nha. Trời ơi, Bình An ơi, lâu quá. Than cái gì mà than, mấy cái đứa tư bản nó hay bóc lột thời gian, sức lao động, tiền bạc của mấy đứa nghèo nghèo như cái đám tụi mình lắm nè. Ráng đợi đi ha. Trời ơi, Bình An, làm cái gì mà... Mà sao, sao giống nhau quá vậy? Thôi mà mọi người, đừng có vậy nữa. Không có gì hết. Đúng rồi, tao thấy hai cháo hai màu khác nhau mà mày nói gì vậy? Ê, hai cháo hai màu khác nhau, nhưng cái kiểu đó là một nha. Ờ. Hai cái ốp lưng cũng là một luôn nha. Ờ. Dày cặp. Hả? Đúng rồi đó. Đứa nào xuống tao bận cái áo này? Thôi. Đứa nào lén lấy điện thoại tao gắn ép mày vô. Cũng tôi. Con đôi giày này, đứa nào kêu? Tôi luôn. Mày làm vậy chứ? Ê, thôi mà. Thì bây giờ bồ bịch yêu thương nhau quá, người ta mua đồ cặp ta tặng cho nhau, có gì đâu mà la sùm. Cầm. Chửi tao luôn mày. Thì thôi mà, thì bây giờ mình bạn thân với nhau thì mình mặc đồ giống nhau, có những đặc điểm chung giống nhau thì cũng sao đâu. Là giống bạn thân chưa? Hay là giống sinh đôi? Thì thật ra là... Trời sinh một cặp! Mấy người này nói cái gì vậy trời? Mà đúng với tôi hả? Ơi! Không, tự nhiên đi chỗ khác. Tôi chửi đó. Chửi thì nghe. Tức ghẹo gan tôi đúng không? Ừ. Ghẹo gan tôi Quốc á. Ừ, Quốc gì? Trời ơi, đi theo tôi làm cái gì vậy? Thì thích đi theo. Đi theo làm cái gì? Làm khùng làm điên. Người ta hiểu lầm, tôi không có thích. Thì kệ người ta đi. Tôi làm tất cả là xuất phát từ tình cảm chân thành của tôi dành cho mấy người chứ bộ. Nhưng mà tôi không có thích mấy người. Nhưng mà người ta không thích mấy người đâu. Mấy người mới làm khùng làm điên á. Mấy người làm vậy người ta có để ý tới mấy người không? Mấy người làm như tôi không biết vậy đó. Nè, cái sợi dây chuyền này nè là mấy người mua để tặng cho người ta đúng không? Chứ không phải tặng cho tôi. Mà mấy người tặng cho tôi vẫn vui vẻ nhận nó. Và tôi coi nó là cái gì? Là cả thế giới của tôi đó. Nè, mấy người biết là một vòng thế giới không? Một vòng trái đất. Ờ. Một vòng trái đất, anh ngồi đây, em ngồi đây, ta lặng thinh nhưng mà không nhìn nhau. Đúng rồi đó. Hai người đó cho dù có đi một vòng trái đất thì họ sẽ vẫn gặp nhau và đến được với nhau. Nhưng mà còn tôi với mấy người, cho dù có đi một vòng trái đất hay là đi ngược lại, đi ra vũ trụ hay là đa vũ trụ, cũng sẽ không bao giờ gặp được nhau và đến được với nhau. Hiểu chưa? Sao nay học giỏi vật lý vậy? Chưa hết đâu. Tôi với mấy người là hai đường thẳng song song và sẽ không bao giờ có một điểm nào giao nhau. Hiểu chưa? Trời, quay tới toán luôn. Nói chung, tôi với mấy người sẽ không bao giờ đến được với nhau. Đừng làm phiền tôi nữa.